gỏi khô cá lóc trộn với cốc thái. Cả nhà có ăn qua chưa? Nếu chưa thì bắt tay vô làm với em đây. Đây cốc thì em gọt ra em ngâm muối nha. Rồi em sắc sợi mỏng nha. Rồi khô em chiên em xé nhỏ nha. Em biết thế nào các anh chị cũng hỏi tại sao em không rửa tay nè. Nói thiệt luôn em rửa tay rồi á nha. Đó là hột cốc. Còn đây là rau niêm vườn nhà em ha. Em sắc nhỏ như vậy. Rồi á, nước tắc em cho 4 muỗng nè. Em cho thêm 3 muỗng đường nữa. Rồi em cho tí xíu bột ngọt thôi. Các anh chị đừng cho nhiều quá, mai mốt mình già mình lú mình quên đường về luôn á. Rồi mình cho 2 muỗng nước mắm nè, mình quậy đều lên nè, mình nếm chua chua ngọt ngọt là được ha. Đây là thành phần của em. Rồi em mời các anh chị bắt tay vô trộn gỏi cùng em nha. Bắt đầu thôi. Rồi cho cốc vô luôn. Rồi hộp cốc cho vô luôn. Rồi cho khô vô luôn. Rồi cho rau niêm vô luôn. Cho ớt vô luôn. Rồi cho nước trộn gỏi vô luôn. Rồi mình cho 4 muỗng nước mắm chua ngọt nữa luôn. Rồi trời đất ơi, nói tới đây là em nuốt nước miếng ợt 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 rồi. Các anh chị nào có chảy nước miếng chưa? Rồi mình trộn đều lên nha. Rồi các anh chị ơi, em gấp ra dĩa nha. Các anh chị nào chuẩn bị bia đi, chứ em có mồi rồi đó, chuẩn bị dọn chén ra là được rồi đó. Bây giờ em cho thêm 2 cái miếng rau quế vô nữa là thành phẩm của em, rất là ok luôn ha. Rồi bây giờ em gấp cho các anh chị một miếng nè. Đó, rồi xong mình chấm một miếng nước mắm nữa. Trời ơi, bờ lem. Em mời các anh chị và cả nhà ăn gỏi cá lóc trộn cốc thái cùng em nha.